Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Phạm Văn Auto. Hôm nay mình sẽ review cho anh em một cái sản phẩm nó tương đối là to so với lại cái những cái sản phẩm mình hay mở hộp cho anh em. Đây chính là cái gương. Cái gương này là hàng xịn chính hãng dành cho con Rang G từ đời 2012 đến 2016 XLS. Nói chung là cái bản gương này là nó là loại ba giác, anh em cứ xem giúp mình, bởi vì cái đời gương này nó cũng phân khá nhiều bản này, ba giác này, chín giác, 10 giác đấy, thì là nó sẽ khác nhau nhá. Còn đây là lấy nét cho anh em xem cái này chưa này, zoom nha, tăng độ sáng nha. Đấy, ngày 24 tháng 3 năm 2017, đây ngày tháng năm sản xuất này, 2B391762 BF LH. Đấy, cái này là cái mã của nó thôi. Cái này sao lại là LH nhỉ? Cái này là phải là bên phải chứ. Đấy, thì cái này nó có vỏ hộp nhá, nhưng mà cái vỏ hộp của nó tương đối là bẩn đấy, nên là mình sẽ không review lên. Nó có vỏ hộp và có tem mác đàng hoàng nhá, cái mã của nó là sẽ là như thế. Đây là cái mặt gương này đấy, đây thì nó có dấu hiệu nhận biết là có cái tem dán ở trên đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đây, gương này là của mình là có 3 giác, 1 giác, 2 giác, 3 giác. Gương 3 giác cái này là sẽ bị cụp tay, tức là cụp vào như này này. Đấy. Sao lại không được? Tay mình yếu mà mình không đẩy vào được. Tay mình yếu quá không đẩy vào được rồi. Đây. Lạ nhỉ. Đấy, bẻ mãi mới vào được. Tay mình hơi không làm mạnh ấy, nên là nó không vào được. Đấy, bẻ ra đấy, chốt phá đấy. Thì cái hàng xịn của nó thì nó sẽ có dấu hiệu sau này. Anh em nếu mà mua gương nhá, tinh ý ra thì gương này nó sẽ gồm 3 phần. Một là cái phần này. Đấy, phần này gọi là phần ốp gương hoặc là gáo gương. Nếu mà của con đời cao thì nó sẽ có cái xi nhan gương ở đây. Thì cái xi nhan gương của con Ranger, con BT50 thì mình đã làm cái video mình để ở trên anh em chịu khó xem ở trên cái đầu ngón tay con này của mình nhá. Quay trở lại với cái thằng sản phẩm này nhá. Dạ rồi. À, nói về đến đâu nhỉ? Đến thân gương này. Thứ hai là đầu tiên là gáo gương, thứ hai là thân gương, thứ ba là chân gương. Đấy. Cái thân thì là cái này, bóc cái ốp này ra thì ở trong nó sẽ vẫn có dấu hiệu xịn, nhưng mình sẽ không bóc đâu. Bóc ra cái này không cẩn thận là gãy chân đấy. Lột thằng này ra tiếp này, lột thằng này ra tiếp này. Đấy, đến thằng cao su ốp này nó cũng sẽ có dấu hiệu nhận biết hàng xịn nhá. Anh em tin không? Tin không? Không tin thì luôn này. Bo này, thấy chưa? Mã này. B39 này, 17 này, đấy. Cái mã này, cái jacket là cái vỏ, cái áo. Đấy. Jacket là vỏ là áo, bỏ thằng jacket sang một bên. Tiếp thế nào? Thằng nào lì đâu? Ôi giời. Nó to quá anh em thông cảm nhá. Thông cảm giúp mình nhá. Thằng này cứ úp xuống thì nó lại không quay được. Thôi, mình sẽ review ngược cho anh em ạ. Đây. Formoco này. Nó đang ngược hình ảnh anh em thông cảm nhá. Mã này. AB39 này, 17682 RH đấy, fry bên phải. Chuẩn chưa? Formoco chuẩn chưa? Đấy, đây gọi là cái chân gương này. Chân gương là cũng phải hàng xịn nhá. Cái nữa này, chỉ thêm cái nữa này.
chỉ thêm cái nữa này, cái này nó ở chỗ gầm gầm này hơi khó nhìn này. Đấy, anh em thấy chưa, zoom này, rồi hẳn thằng đèn vào đây đấy, luồn đèn vào khe, nhìn thấy anh em nhìn thấy cái dòng chữ pho chưa, chữ pho này, pho dập này. Cái nhựa này nó cũng có dập nổi chữ pho nhá. Đấy là những cái dấu hiệu nhận biết hàng chính hãng. Thì mặt gương này thì lưu ý với anh em một cái điều, à đây phía dưới này còn có chữ Formoco này, thân gương này. Đấy, lưu ý cho anh em cái điều cái này là cụp tay thì anh em cụp tay thoải mái, nhưng chỉnh mặt điện thì anh em bị hay chết cái motor chỉnh phía trong, là bởi vì cái mặt gương này anh em mà mình muốn xoay nó ra, nó vào một tí, nó lên một tí, nó sang trái sang phải xuống dưới tí, thì phải chỉnh bằng cái công tắc điều chỉnh gương, chứ không được chỉnh bằng cái tay này mình ấn lên ấn xuống, vì công tắc chỉnh gương đấy nó sẽ chạy bằng điện, nó hoạt động trơn tru. Anh em mình ấn như thế này thì ở trong trong cái công tắc đấy, cái bánh răng chỉnh gương, motor chỉnh gương ấy, motor chỉnh mặt gương chứ, thì là nó bằng cái nhựa. Thế nếu mà anh em mình mà ấn bằng tay này thì là nó sẽ bị vặn ngược bánh răng, vặn xuôi bánh răng đấy, gây gãy vỡ, chỉ cần một gãy một cái bánh răng đấy thôi, coi như là phải thay cái motor chỉnh gương đấy. Mà thay motor đấy là chỉ có hàng bãi thôi đấy, nên là anh em mình lưu ý là không chỉnh bằng tay, ấn bằng tay mà chỉnh bằng điện đấy, trừ khi cái nó là gương cơ, gương cơ thì mình mới chỉnh ở chỗ này đấy, đúng không? Đúng rồi. Ôi trời, chết. Đấy. Ok, video của con Ranger. Đấy, như gương mình nói nhá, gương của con BT50 nó sẽ là gương ốp mạ cơ. Có xi nhan nó ốp mạ. Thì mình sẽ làm ở cái video lần sau, còn video hôm nay mình sẽ xin dừng ở đây. Có vấn đề thì thắc mắc hoặc anh em muốn trao đổi vấn đề thì có thể liên hệ với mình trực tiếp qua số điện thoại 094 925 3889 hoặc kích trực tiếp vào cái link mình để dưới phần mô tả phạmvanauto.com. Ok, nếu mà thấy video hay hãy like, đăng ký kênh của mình bên phía này và chia sẻ cho mọi người cùng biết đến nhé. phạmvanauto.com, chúc anh em mua hàng thông thái. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em vào video lần sau.